Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam 7 ngày của Ban chỉnh đối ngoại VTV4 Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 là sự kiện rất thu hút sự quan tâm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như cộng đồng quốc tế. Chuyên mục Việt Nam 7 ngày tuần này, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại sự kiện này ở nhiều góc độ, từ cách tổ chức, các luồng dư luận xã hội và kết quả cuối cùng của đại hội. Những vấn đề này sẽ được phân tích và bình luận sâu hơn trong chương trình Việt Nam 7 ngày của chúng tôi ngày hôm nay cùng với vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Viết Thông. Ông là Tổng Thư ký của Hội đồng Lý luận Trung ương. Trước hết thì xin cảm ơn ông đã tới tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa đại hội, các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và 2 năm thực hiện hiến pháp năm 2013, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, xác định mục tiêu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới, đầy triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thông qua những chủ trương quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai, tổ chức thực hiện phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với đảng. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của toàn đảng trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của đảng, thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa đảng với nhân dân. Những phẩm chất cao quý tốt đẹp, cốt lõi, thể hiện bản chất và sức sống của đảng. Chúng ta vui mừng báo cáo với toàn đảng, toàn dân, toàn quân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Vâng, thưa ông Nguyễn Viết Thông, trong đoạn băng vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng đại hội đã thành công rất tốt đẹp. Là người đã theo dõi nhiều kỳ đại hội đảng, ông có thể nói rõ hơn về những điểm thành công mà đại hội lần này đã đạt được ạ? Đại hội 12 của đảng của chúng ta có nhiệm vụ là đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 11, đề ra phương phát triển đất nước 5 năm tới, nhìn lại 30 năm đổi mới. Và đại hội cũng là 12 cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa 11, bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Thì sau 8 ngày làm việc, đại hội của chúng ta đã hoàn thành tất cả những nhiệm vụ đã được đề ra.
chúng ta đã được thông qua được các văn kiện. Mà các văn kiện được thông qua Đại hội 12 có rất nhiều điểm mới. Chúng ta đã bầu ra được một ban chấp hành trung ương là đủ số lượng và đáp ứng được cái chất lượng. Rồi tại phiên họp thứ nhất của ban chấp hành trung ương, chúng ta đã bầu ra được bộ chính trị, ban bí thư, tổng bí thư, bầu ra ủy ban kiểm tra trung ương và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Những cái thành công của đại hội đó đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí rất cao của cán bộ đảng viên nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Do đó là đồng chí tổng bí thư đủ cơ sở để khẳng định đại hội 12 của đảng đã thành công rất tốt đẹp. Xin ông có thể chia sẻ thêm về những thuận lợi, những khó khăn trong quá trình mà chúng ta chuẩn bị cho công tác tổ chức của đại hội lần này. Cái thuận lợi khó khăn thì có thể nói rất nhiều, nhưng mà xin nói những điểm chính sau đây. Chết là phải nói rằng tức là cán bộ đảng viên nhân dân rất kỳ vọng ở đại hội 12. Người ta kỳ vọng ở đại hội 12 là phải đề ra được cái đường lối đổi mới toàn diện và đồng bộ, nó có nhiều điểm mới để đất nước phát triển nhanh bền vững. Người ta kỳ vọng ở đại hội 12 bầu ra được một ban lãnh đạo mà đủ đức đủ tài để lãnh đạo đất nước đi lên. Thì cái kỳ vọng của nhân dân cũng là cái áp lực cho đại hội. Làm sao chúng ta phải đáp ứng được cái kỳ vọng đấy? Đấy là tôi cho rằng là cũng là một cái áp lực. Nhưng cái khó khăn của chúng ta đó là đại hội 12 của đảng diễn ra trong cái bối cảnh thế giới bên cạnh những thời cơ thuận lợi. Thì tình thế giới biến đổi rất nhanh chóng, rất phức tạp. Tôi nói ví dụ như là giá dầu trên thế giới có những lúc đã lên tới 112 đô la một thùng. Trong cái bối cảnh mà chúng ta đang tiến hành đại hội thì giá dầu lại tiếp tục giảm xuống còn dưới 30 đô la một thùng. Thì đấy cũng là cái khó khăn. Đấy, chưa kể vấn đề tức là cũng thời gian diễn ra đại hội. Tất nhiên trước đó diễn ra lâu rồi. Là cái khủng bố và chống khủng bố. Nó lan khắp thế giới và lan đến cả khu vực Đông Nam Á của chúng ta rồi. Rồi những vấn đề về biến đổi khí hậu, phải nói là thế giới nhiều thuận lợi nhưng mà cũng nhiều khó khăn thách thức. Ở trong nước thì 5 năm thực hiện nghị quyết đại một thì chúng ta đạt được kết quả quan trọng. Mà rõ ràng chúng ta cũng còn nhiều hạn chế khuyết điểm. Nền kinh tế ổn định, vĩ mô ổn định nhưng mà chưa thật vững chắc. Cái đạo đức xã hội có những mặt xuống cấp. Rồi cộng với những cái biến đổi thiên tai, khí hậu thì phải nói rằng tức là cái bối cảnh diễn ra đại hội 12 đặt cho chúng ta rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng mà đương nhiên chúng ta có rất nhiều thuận lợi. Thì những cái thuận lợi khó khăn đấy nó cũng tác động đến cái việc chuẩn bị và tiến hành đại hội 12 của đảng chúng ta. Vậy thì chúng ta đã tiến hành cái công tác tổ chức đại hội như thế nào để vượt qua những khó khăn đó? Phải nói rằng để chuẩn bị cho đại hội 12 thì đảng ta đã chuẩn bị rất công phu. Ngay từ hội nghị trung ương 8 khóa 11 thì trung ương đã thành lập các tiểu ban để chuẩn bị cho đại hội 12 là tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức. Thì các tiểu ban đã hoạt động mấy năm nay. Thì riêng về văn kiện thì trung ương đã dành ra 3 hội nghị trung ương bàn về văn kiện, đó là hội nghị trung ương 9, tức là trung ương 8 thì trung ương Trung ương 9, Trung ương 10 và Trung ương 13. Về công tác nhân sự thì hội nghị trung ương đã có tới 4 hội nghị. Một là hội nghị Trung 11, Trung 12, Trung ương 13 và hội nghị Trung 14 để bàn về công tác nhân sự. Còn tiểu ban tổ chức thì cũng hoạt động rất tích cực, chuẩn bị mọi khâu để tức là đại hội diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Thì trong quá trình chuẩn bị mấy năm vừa rồi, chứ không phải gần đến ngày đại hội chúng ta mới chuẩn bị, mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước, chuẩn bị rất là công phu kỹ càng. Tất cả các tiểu ban của đại hội, như tôi nói là tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức thì đã tích cực hoạt động trong mấy năm qua. Thưa ông, một trong những thành công của đại hội vừa rồi đó là thông qua được nghị quyết của đại hội 12. Trong đó thì có các nhận định về tình hình trong nước, tình hình quốc tế trong 5 năm tới và lâu hơn nữa. Ông có bình luận như thế nào về những nhận định, các mục tiêu phương hướng mà nghị quyết của đại hội 12 đã đề ra? Đại hội 12 sau khi mà kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 11, nhìn lại 30 năm mới thì đã đề ra mục tiêu tổng quát, đề ra 12 nhiệm vụ tổng quát, đề ra các chỉ tiêu chủ yếu. Thì đại hội các cấp vừa rồi cũng như là
Quốc hội thảo luận, rồi Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, và kể cả đưa ra toàn dân thảo luận. Toàn dân đây là kể cả dân trong nước và kiều bào ta sống ở nước ngoài, thảo luận một cách dân chủ. Thì đến đại hội vừa rồi thì các đại biểu dự đại hội để tiếp tục thảo luận về cái mục tiêu tổng quát, rồi về các chỉ tiêu chủ yếu, thì ý kiến cũng khác nhau. Nên là đoàn chủ tịch đại hội đã xin ý kiến đại biểu dự đại hội, và được đa số đại biểu dự đại hội là đồng ý biểu quyết những vấn đề sau. Trước là biểu quyết về chủ đề đại hội thì tỷ lệ phiếu gần như 100%. Biểu quyết về mục tiêu tổng quát tỷ lệ cũng rất cao, hơn 98%. Về các chỉ tiêu chủ yếu thì chẳng hạn như là chỉ tiêu là tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm thì dự thảo văn kiện là nêu từ 6,5 đến 7%. Tại đại hội cũng có ý kiến cho rằng là chỉ tiêu đó quá cao, nhưng cũng có ý kiến cho rằng là để đất nước ta phát triển nhanh bền vững, để tránh cái nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa, thì tức là cần phải nâng cao hơn. Nhưng mà đa số ý kiến thì đồng tình với cái mục tiêu mà văn kiện đã nêu. Thì đấy, tôi nói ví dụ như đấy là cái chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng. Còn nhiều chỉ tiêu khác, chẳng như là GDP bình quân đầu người, rồi cái bộ chi ngân sách, rồi cái giảm tỷ lệ hộ nghèo, rồi cái tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, thì đây là những chỉ tiêu cốt lõi. Thì đoàn chủ tịch cũng đã xin ý kiến đại hội, thì đa số đại biểu đồng tình biểu quyết, và chúng ta đã biểu quyết 5 cái chỉ tiêu chủ yếu. Và kết quả biểu quyết thì cái chỉ tiêu mà là 95% dân cư thành thị, 95% dân cư nông thôn là được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là thấp nhất trong 5 chỉ tiêu, nhưng mà thấp nhất cũng là gần 97%. Đấy, đồng ý với các chỉ tiêu đó để thấy rằng tức là đảng đại hội của chúng ta rất dân chủ, nhưng mà để tạo ra sự đồng thuận trong đảng và đồng thuận xã hội, những cái gì mà thấy rằng đại biểu có ý kiến khác nhau thì đoàn chủ tịch đã xin ý kiến đại hội và cho biểu quyết, và chúng ta đã biểu quyết cái đó, và kết quả biểu quyết như tôi vừa nói là gần như là 100% các chỉ tiêu mà đại hội đã biểu quyết. Sự đồng thuận rất là cao. Về nhân sự thì chúng ta đã tiến hành bầu cử dân chủ. Ông có thể phân tích cụ thể hơn đó là dân chủ trong đảng thì đã được phát huy như thế nào trong công tác này? Phải nói rằng là trong những năm qua, tức là dân chủ trong đảng ngày càng được phát huy. Và trong cái nhân sự lần này thì như chúng ta đã biết là hết sức dân chủ. Ngay từ hội nghị Trung ương 11 thì Trung ương đã thảo luận một cách dân chủ, và cuối cùng thì thống nhất được cái phương hướng công tác nhân sự, thống nhất được phương hướng công tác nhân sự của Trung ương khóa 12. Thì trên cơ sở cái phương hướng đó thì đến hội nghị Trung ương 12 thì Trung ương đã thảo luận một cách dân chủ, rất khách quan và rất kỹ lưỡng, và đi đến cái bỏ phiếu là những người lần đầu tiên được giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương, kể cả chính thức và dự khuyết. Và tại hội nghị 12 thì Trung ương lại còn hai cái ghi phiếu giới thiệu những đồng chí Trung ương khóa 1 đủ tiêu chuẩn điều kiện tái cử Trung ương khóa 12, ghi phiếu giới thiệu những đồng chí đủ tiêu chuẩn điều kiện để mà bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội nghị Trung ương 13 thì tiến hành thảo luận và bỏ phiếu hai vấn đề. Một là bỏ phiếu giới thiệu những đồng chí ủy viên Trung ương khóa 11 đủ tiêu chuẩn điều kiện, và kể cả trường hợp đặc biệt là tái cử Trung ương khóa 12. Và một cái bỏ phiếu nữa là bỏ phiếu giới thiệu những người là đủ điều kiện tiêu chuẩn và còn trong độ tuổi để giới thiệu bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ghi phiếu giới thiệu những người còn trong độ tuổi để vào và để mà giới thiệu đến các cơ quan có thẩm quyền để bầu hoặc phê chuẩn là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Và đến hội nghị Trung 14 thì Trung ương lại tiếp tục thảo luận và xem xét được hai cái trường hợp đặc biệt, tức là quá tuổi của Trung ương khóa 1 đề nghị là tái cử Trung ương khóa 12. Và
đặc biệt là đã xem xét một trường hợp đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khóa 11, quá tuổi, nhưng mà Hội nghị Trung ương đã xem xét, đấy là trường hợp đặc biệt, giới thiệu để Đại hội bầu vào Trung ương khóa 12. Và cũng tại Hội nghị 14 thì Trung ương đã thảo luận rất kỹ và đã bỏ phiếu giới thiệu bốn cái chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là với phiếu rất tập trung. Và bế mạc tại Hội nghị Trung ương 4 thì đồng chí Tổng Bí thư cũng dùng cái khái niệm là rất tốt đẹp. Tại đại hội thì để dân chủ, thì trên cơ sở tức là đại hội đã thông qua cái quy chế làm việc, thông qua quy chế bầu cử, thì điều lệ đảng cũng đã quy định rõ cái quyền ứng cử đề cử của đảng viên, và quy chế bầu cử tại đại hội 12 cũng đã tức là mở rộng dân chủ, các đoàn tức là mọi người đi dự có quyền ứng cử và có quyền đề cử. Quyền đề cử ở đây kể cả những người mà có mặt tại đại hội và kể cả những người không có mặt nào. Thì như chúng ta đã biết là tổng hợp 92 người được đại hội là đề cử vào bầu vào ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết. Nhưng như quy chế chúng ta đã thống nhất là cái số dư không quá 30%, thì đại hội lại thảo luận là với 29 người, 23 ủy viên trung ương chính thức và 6 ủy viên dự khuyết là xin là rút khỏi danh sách, thì đại hội thảo luận dân chủ. Và theo quy chế thì đại hội phải bỏ phiếu là có đồng ý cho rút hay không, cũng rất là dân chủ. Rồi sau khi đồng ý cho 29 người rút thì số dư như là dự khuyết thì nó vẫn quá 30%, thì đại hội lại tức là bỏ phiếu để mà rút lại danh sách không quá 30%. Và cuối cùng thì chúng ta mới chốt được một cái danh sách. Thì để nói rằng cách làm nhân sự của đại hội 12 thì không phải đại hội 12 mới làm. Chúng ta đã làm có định hướng từ hội nghị Trung ương 11. Và để thực hiện Trung ương 11 thì tất cả các tổ chức đảng, tất cả các tỉnh thành đã thực hiện cái hướng dẫn Trung ương, đã dân chủ giới thiệu từ dưới lên qua rất nhiều là hội nghị Trung ương và qua rất nhiều bước thì chúng ta mới có một cái danh sách mà đưa vào để mà bầu cử tại đại hội 12. Thì cái quá trình làm phải nói là rất là bài bản như vậy. Nó thể hiện một cái cách làm hết sức là vừa là bài bản nhưng mà nó thể hiện được rất là dân chủ trong công tác nhân sự. Vâng. Nói đến hội nghị Trung ương khóa 11 thì trong khóa 11 thì một trong những dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết để chỉnh đốn đạo đức, tác phong của đảng viên, đặc biệt là các đảng viên được phân công để giữ các trọng trách trong bộ máy nhà nước. Vậy thì việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử lần này có giúp cho công tác chỉnh đốn trong Đảng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu quan cách hay không? Thì vấn đề này thì đồng chí Tổng Bí thư cũng đã trả lời cái buổi họp báo sau khi đại hội thành công tốt đẹp. Thì cái mà xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về đạo đức lối sống thì đấy là trách nhiệm của toàn Đảng. Trong văn kiện cũng đã khẳng định là trong những năm tới kiên quyết kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 1 với quyết tâm chính trị rất cao. Nó thể hiện trong văn kiện. Và để cái nghị quyết Trung ương 4 nó vào cuộc sống thì phải nói rằng tức là chúng ta phải thực hiện tốt bốn cái nhóm giải pháp mà nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đã nêu ra. Thì trong cái khóa 11 vừa rồi thì có những cái giải pháp chúng ta làm là rất tốt, nhưng mà có những cái giải pháp thì nó chưa được tốt lắm, thì tới đây phải làm tốt. Còn riêng đồng chí Tổng Bí thư với tư cách là người đứng đầu của Đảng ta thì ai biết là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà được toàn Đảng, toàn xã hội và kể cả quốc tế cũng ghi nhận là một con người tức là gương mẫu về đạo đức lối sống, thì đấy cũng là một cái gọi là cái rất mạnh của đồng chí Tổng Bí thư. Hay là chúng ta cũng mừng cho Đảng đất nước ta có một đồng chí Tổng Bí thư có cái phẩm chất đạo đức trong sáng như vậy. Ấy thì vấn đề là một mình đồng chí Tổng Bí thư cũng không thể xoay chuyển được tình hình, mà vấn đề là cả tập thể Bộ Chính trị, cả tập thể Ban Chấp hành Trung ương, mà nói rộng ra là toàn Đảng và toàn dân
là quyết tâm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 thì chúng ta mới ngăn chặn, đẩy lùi được suy thoái về đạo đức lối sống và mới thực hiện tốt được ba vấn đề cấp bách mà nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đã đề ra. Vâng, thưa quý vị, cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước thì kiều bào ta ở nước ngoài trong thời gian vừa qua đã góp ý rất nhiều vào văn kiện của Đại hội 12. Hoạt động lấy ý kiến của kiều bào được tổ chức sôi nổi ở nhiều quốc gia. Các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam thường trú ở các nước và đội ngũ cộng tác viên của Ban truyền đối ngoại VTV4 đã luôn theo sát hoạt động này để kịp thời phản ánh những tâm tư và nguyện vọng, tâm huyết của kiều bào. Dù đang sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng cộng đồng người Việt Nam vẫn luôn theo dõi diễn biến của Đại hội Đảng lần thứ 12, đồng thời tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp, chọn ra ban lãnh đạo mới, có đức, có tài, vì nước, vì dân và có những chính sách quan tâm hơn nữa tới kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi kỳ vọng là tất cả các vị chúng ở trong Ban chấp hành Trung ương Đảng như thế thì sẽ làm gương cho chúng tôi. Tức là trong sạch, vì dân, vì nước, làm tất cả những điều lợi ích cho dân tộc Việt Nam và đưa dân tộc Việt Nam lên một cái tầm quốc tế cao hơn nữa. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 đã bầu ra một ban chấp hành mới gồm 180 vị ủy viên chính thức và 20 vị ủy viên dự khuyết. Điều này đã nói lên một sự nhất trí cao và một đội ngũ lãnh đạo hùng hậu của nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với mọi vấn đề của đất nước. Đại hội Đảng lần thứ 12 nó có nhiều điểm khác lần trước. Vì ngay như cái khẩu hiệu mà trong Đại hội Đảng là đã thể hiện được cái tính dân chủ của quần chúng nhân dân. Từ cơ sở cho đến có cái cuộc Đại hội 12 này thì tôi thấy là người ta chuẩn bị rất công phu. Từ cơ sở, từ các chi bộ cho đến bây giờ là rất nhiều tháng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi thấy Đảng bây giờ là thẳng thắn. Thẳng thắn để mà tự đưa ra những cái thiếu, cái khuyết, không che giấu. Tôi thấy ấn tượng là trong cái đề đầu đề là thấy đề là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới. Cái là ấn tượng nhất cái đó. Rồi sau này dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, cái đó là tôi thích cái đầu đề của cái đại hội Đảng này. Chương trình của đại hội cũng từ khi mà bắt đầu đến bây giờ thì thể hiện cái sự minh bạch, dân chủ qua các cái cuộc phỏng vấn, các cuộc sinh hoạt để chọn nhân sự và đi đến thống nhất là bầu các ủy viên vào ban chấp hành của nhiệm kỳ. Trong quá trình thực hiện đến nay thì cũng có những cái mà bà con theo dõi và cũng rất đồng tình được cái sự quan điểm đúng đắn của Đảng ta là chọn những người có tài, có đức, có trình độ năng lực và có tâm huyết để tiếp tục đưa lãnh đạo đất nước ngày một tiến lên, hòa nhập với thế giới. Tôi thấy rằng cái sự mà coi như là minh bạch và dân chủ nó rất rõ ràng và phải nói là coi như là thì tôi kỳ vọng rằng là trong cái nhiệm kỳ mới của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 này là một ban chấp hành rất linh động và những tập hợp những trí tuệ để phục vụ cho đất nước, phục vụ những chủ trương đường lối của Đảng, là ban lãnh đạo của Đảng là nên quan tâm hơn đến cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài nói chung, là cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam chúng tôi ở Campuchia nói riêng. Trong cái quá trình bầu cử vừa rồi, qua các bố trí về sắp xếp về nhân sự thì chúng tôi cũng thấy rằng cái tính minh bạch ở đây và cái tính dân chủ rất là cao. Được thể hiện ở chỗ là có nhiều người đã được ban chấp hành giới thiệu nhưng rồi vẫn không trúng cử. Và trong tất cả những các phiên họp của các hội đồng thì tôi thấy rằng là cái tính chân thực và cái tính minh bạch được thể hiện dân chủ rất là cao. Và chúng tôi lấy đó là cái niềm phấn khích, bởi vì thực tế đây là cái điều mà chúng tôi là những người
kiều bào nước ngoài rất là mong đợi. Chúng tôi thấy sự chuẩn bị về đại hội rất là chu đáo, kỹ càng, và đại hội đã sáng suốt lựa chọn ra lãnh đạo mới của Đảng. Chúng tôi tin tưởng về cái sự bầu cử công khai và minh bạch này và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có bước chuyển mình mới và hội nhập tốt vào thị trường của thế giới. Vâng, thưa ông Nguyễn Viết Thông, có thể thấy là cùng với nhân dân trong nước thì kiều bào ta ở nước ngoài cũng rất trông đợi và rất vui mừng trước thành công của đại hội Đảng. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về đóng góp của bà con kiều bào vào thành công chung của đại hội lần này? Trước hết là phải nói rằng quan điểm của Đảng nhà nước ta từ lâu nay, tức là những người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể thiếu của người dân Việt Nam. Đảng nhà nước chúng ta đã có những chủ trương chính sách đúng đắn với kiều bào ta ở nước ngoài. Và bản thân người Việt, người ta luôn nhớ về tổ tiên. Từ lâu rồi thì những người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc và đã đóng góp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiều năm qua. Ngay cái dịp mà tiến tới đại hội 12 của Đảng thì kiều bào ta ở nước ngoài cũng góp rất nhiều ý kiến. Nhân cái dịp mà Đảng chúng ta chủ trương là công khai các dự thảo văn kiện để xin ý kiến toàn dân, thì với thái độ, với trách nhiệm và tình cảm của nhân dân đối của những kiều bào ta ở nước ngoài đối với Đảng, đối với đất nước và đối với dân tộc, thì ngay trong cái góp ý vừa rồi, rất nhiều ý kiến của kiều bào ta ở nước ngoài đã góp những cái ý kiến tâm huyết, trách nhiệm mà gửi đến các cơ quan lãnh đạo của Đảng nhà nước tiếp thu để chúng ta hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại 12. Thì người kiều bào ta nước ngoài là theo dõi cập nhật sát những ngày diễn ra đại hội. Và kiều bào ta thấy rằng là đại hội 12 đã thành công rất tốt đẹp. Và kiều bào ta cũng đồng tình, ủng hộ và cũng tỏ thái độ rất là phấn khởi trước cái thành công của đại hội 12. Người ta hy vọng rằng với những quyết sách của đại hội 12, với cái nhân sự của đại hội 12 sẽ đề ra và lãnh đạo đất nước 5 năm tới phát triển nhanh, bền vững hơn. Đại hội Đảng lần này thì đã nhận được 248 điện mừng đến từ các đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế. Đây là biểu hiện sâu sắc của mối quan hệ ngày càng rộng mở giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế. Ông đánh giá như thế nào về điều này? Chắc được khẳng định rằng cái kết quả đó không phải ngẫu nhiên, mà đây là kết quả tất nhiên với cái đường lối đúng, đối ngoại đúng đắn của Đảng nhà nước ta, là Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thì với cái đường lối đối ngoại đúng đắn như vậy thì Đảng nhà nước ta cho đến giờ phút này phải khẳng định rằng là vị thế và uy tín Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế và khu vực. Chính vì thế nên là đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã có tới 248 điện mừng của các chính đảng, các tổ chức, các đoàn ngoại giao và cá nhân là gửi điện chúc mừng đại hội 12 của Đảng chúng ta. Và đại hội Đảng thì cũng thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận quốc tế. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Viết Thông cùng với quý vị khán giả sẽ cùng lắng nghe ý kiến của một số học giả và bạn bè quốc tế về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tôi tin tưởng ban lãnh đạo đảng mới ở cả Việt Nam và Lào khóa này sẽ là ngọn cờ để tiếp tục dẫn dắt cả hai nước tiếp tục phát triển, giành nhiều thành tựu to lớn hơn trước để từng bước hiện thực hóa con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội mà hai nước đã đề ra. Tôi hết sức vui mừng trước việc hai đảng anh em chúng ta, Đảng Dân Chủ Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội đảng ở mỗi nước. Đại hội ở mỗi nước đã bầu ra ban chấp hành trung ương và bộ chính trị mới. Một điều rất vui là thế hệ lãnh đạo có tính kế thừa và bổ trợ rất rõ, trong khi ban lãnh đạo có đủ cả thế hệ lão thành, trung tuổi và trẻ tuổi, trong đó thế hệ trẻ chiếm số đông. Điều này khiến tôi tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh và vững chắc hơn nữa trong những năm tới. Tôi xin chân thành chúc mừng các bạn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu tuyệt vời trong việc lãnh đạo toàn dân trong các lĩnh vực sản xuất, xã hội. Các bạn đã làm được nhiều việc sao cho cuộc sống của mỗi người lao động, mỗi công dân Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn, giàu có hơn và sinh động hơn. Tôi tin tưởng rằng với đường lối này, các bạn sẽ đạt được những thành tựu mới. Tôi chỉ muốn bày tỏ với ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam một điều kỳ vọng, mà không chỉ là kỳ vọng, tôi tin tưởng rằng sẽ như vậy
vì đó đã trở thành truyền thống, là điều không thể thay đổi. Đó là quan hệ của Việt Nam với Nga đã, đang và sẽ tiếp tục tốt đẹp. Tôi xin chúc ban chấp hành mới và toàn thể nhân dân Việt Nam có được những thành tựu to lớn hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 12. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn có cái sự đổi mới. Sự đổi mới đó là phù hợp với sự phát triển của tình hình trong khu vực và thế giới. Những chính sách đổi mới đó đã đưa Việt Nam phát triển nhanh và đã bảo đảm được cái an sinh xã hội và an ninh cho đất nước Việt Nam và đã giữ được cái quan trọng nhất đối với người Việt Nam là nền độc lập, không bị phụ thuộc vào ai cả và không bị là một nước phải chịu sự ảnh hưởng về chính trị của những nước khác. Cho nên Việt Nam một chính quốc gia có một cái nền độc lập thực sự nhờ chính sách sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng Đại hội Đảng lần thứ 12 tóm lại những cái bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong cái quá trình đổi mới hơn 30 năm nay để phát huy những cái gì mà có thể giúp cho Việt Nam tiếp tục phát triển. Tất nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh chính sách đổi mới, đẩy mạnh chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa mối quan hệ với các nước trên thế giới. Đây cũng là một cái nhu cầu cần thiết trong cái bối cảnh của thế giới chúng ta. Những ký ức đau thương từ chiến tranh luôn hằn sâu vào tâm trí của người dân Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà nhân dân Việt Nam mới dần dần đi lên. Ngày nay, Việt Nam đã trở thành một đất nước độc lập, thống nhất không thể tách rời. Và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đóng một vị trí quan trọng trong việc giữ vững sự tự do, thống nhất đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phần trao đổi với khách mời là ông Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, và qua ý kiến của người dân trong nước cũng như quốc tế, qua ý kiến của các học giả ở nhiều nước đã cho thấy rất rõ ràng những kết quả rất quan trọng mà Đại hội đã đạt được. Với tinh thần đúng như Đại hội đã đề cao là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng vào các quyết sách đúng đắn mà Đại hội đã nêu ra và nhân sự mà Đại hội đã bầu ra để dẫn dắt Việt Nam tiếp tục vững bước phát triển trong tương lai. Chương trình Việt Nam 7 ngày của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.